Thưa quý vị, theo số liệu từ báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tình hình lây nhiễm COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, số ca COVID ghi nhận đã lên đến 441 ca. Trong số này, 314 F1 chuyển thành F0 khi cách ly tại nhà, 127 ca phát hiện trong cộng đồng. 127 ca cộng đồng ghi nhận trong 24 giờ qua có 59 ca ở Xuyên Mộc, 30 ca ở Công Đảo, 19 ca ở thành phố Bà Rịa, 15 ca ở Quỳ Long Điền, thành phố Dũng Tàu và thị xã Phú Mỹ ghi nhận 2 ca. Toàn tỉnh vẫn còn 198 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 của tỉnh. 3.785 bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi của tỉnh hiện là 94,5%.